10 phim ngôn tình Trung Quốc siêu hay ai cũng nên xem một lần, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đều góp mặt. Những bộ phim ngôn tình Trung Quốc luôn là món ăn tinh thần tuyệt vời với khán giả. Vài năm gần đây, làng điện ảnh Hoa ngữ cho ra đời rất nhiều bộ phim cực hay. Thế nhưng trong quá khứ, cũng có những tác phẩm đình đám mà dù là ở năm 2024, khán giả vẫn có thể xem lại mà không hề cảm thấy chúng bị lỗi thời. Minh Lan Truyện. Cái tên đầu tiên trong danh sách là Minh Lan Truyện do Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đóng chính. Đây có thể nói là bộ phim nổi tiếng bậc nhất trong sự nghiệp của mỹ nhân họ Triệu, cũng là tác phẩm mà bất cứ ai thích thể loại ngôn tình trạch đấu nhất định phải xem một lần. Nội dung của Minh Lan Truyện kể về cuộc đời của nàng Thịnh Minh Lan, thông minh xinh đẹp, xuất thân từ gia tộc giàu có, nhưng từ nhỏ đã phải chịu nhiều uất ức, khốn khổ. Cô kiên cường trưởng thành, cố gắng vượt qua nghịch cảnh, làm được những điều mà ai nấy đều phải ngưỡng mộ, đồng thời có một tình yêu sâu sắc bền bỉ, cùng phu quân Cố Đình Diệp. Kim Phấn Thế Gia. Cái tên tiếp theo trong danh sách là Kim Phấn Thế Gia. Đây là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Trương Hận Thủy. Bộ phim đưa khán giả về thời dân quốc những năm 1920, tới với những câu chuyện trong gia đình quý tộc họ Kim. Ban đầu, nhà họ Kim hiện lên một cách xa hoa hiển hách. Thế nhưng trước những biến cố của thời đại, cả một gia tộc quyền thế dần rơi vào cảnh tan rã lụi bại. Nhân vật nam chính của phim là Kim Yến Tây, cậu ấm phong lưu phải lòng cô gái xuất thân bình dân Lãnh Thanh Thu. Anh ta vượt mọi khó khăn để cưới được nàng, nhưng sau đó, quan hệ vợ chồng giữa hai người gặp phải nhiều sóng gió, để rồi Kim Yến Tây lại ngã vào vòng tay của nàng tiểu thư Bạch Tú Châu. Kim Phấn Thế Gia là bộ phim kinh điển của màn ảnh Trung Quốc. Tác phẩm này có sự tham gia của Trần Khôn, Đổng Khiết, Lưu Diệt Phi, Kiều Chấn Vũ, Thư Sướng, những cái tên hết sức quen thuộc với khán giả. Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa. Nhắc đến những bộ phim ngôn tình đáng xem nhất của màn ảnh Hoa ngữ, chắc chắn không thể thiếu Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa. Nội dung phim nói về mối tình ngọt ngào, nhưng cũng đầy trắc trở giữa thiên tài công nghệ lớn lên trong nghịch cảnh Lý Tuân và Chu Vận, một cô gái lương thiện sinh ra trong gia đình giàu có. Với nhiều người, Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa là bộ phim ngôn tình nổi bật hàng đầu trong vài năm trở lại đây. Phim sở hữu kịch bản rất lôi cuốn, chủ đề không mới mẻ, nhưng tình tiết lại không bị đi vào lối mòn nhàm chán, mà thay vào đó, nó lại khiến khán giả luôn phải trông ngóng diễn biến mới trong từng tập. Các nhân vật trong phim được xây dựng một cách tinh tế, hai nhân vật chính là Lý Tuân và Chu Vận, như thể sinh ra để dành cho Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi. Hơn nữa, cảm giác cặp đôi của hai diễn viên cũng rất mạnh, các cảnh quay thì đẹp khỏi bàn. Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Trong thế giới phim ngôn tình tiên hiệp là một nhánh phim phát triển mạnh mẽ với hàng hà sa số các tác phẩm. Thế nhưng, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa chắc chắn sẽ luôn được xem là một tượng đài bất tử. Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa kể về mối tình yêu hận ba kiếp giữa Bạch Thiển Thượng Thần và Thái tử Cửu Trùng Thiên tên Dạ Hoa. Dương Mịch đảm nhận vai Bạch Thiển, trong khi nhân vật Dạ Hoa được thể hiện bởi Triệu Hữu Đình. 2024 là một năm sóng gió của Dương Mịch, khi cô liên tiếp gặp thất bại từ truyền hình tới điện ảnh, bị chê bai diễn xuất khắp nơi. Thế nhưng vào 7 năm trước, nữ minh tinh từng khiến cả châu Á dậy sóng khi mang Bạch Thiển từ tiểu thuyết lên màn ảnh nhỏ. Trong khi đó, diễn xuất của Triệu Hữu Đình cũng khiến biết bao khán giả mê mệt. Cùng nhau, họ đã biến Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa trở thành một tuyệt phẩm của dòng phim ngôn tình tiên hiệp. Khi Anh Chạy Về Phía Em. Trong số các bộ phim được đưa vào danh sách này, Khi Anh Chạy Về Phía Em là tác phẩm có dàn diễn viên kém tiếng nhất: Chu Dực Nhiên, Trương Miểu Di, Khương Chi Nam, Biên Thiên Dương và Quách Triết. Đó đều chỉ là những ngôi sao hạng B trong showbiz mà thôi. Nếu không phải là một mọc phim ngôn tình chính hiệu, sẽ chẳng bất ngờ nếu bạn chưa từng nghe tới tên họ. Thế nhưng dàn diễn viên trẻ chưa có nhiều danh tiếng này lại tạo ra thứ chemistry hoàn hảo tuyệt đối, cùng nhau tạo nên một siêu phẩm có thể nói là đáng xem nhất trong thể loại thanh xuân vườn trường. Khi Anh Chạy Về Phía Em sở hữu kịch bản bình cũ rượu cũ, nhưng mọi thứ đều được thực hiện vô cùng chỉnh chu. Phim khiến khán giả phải xem hết tập này tới tập khác, nhờ những tình tiết nhẹ nhàng, hài hước và không kém phần ngọt ngào. Theo dõi câu chuyện của các nhân vật, khán giả sẽ không khỏi hoài niệm về tình bạn, tình yêu, trong sáng thuở thanh xuân của chính mình. Châu Sinh Như Cố. Trái ngược với sự ngọt ngào mà Khi Anh Chạy Về Phía Em mang đến, Châu Sinh Như Cố lại là tượng đài của thể loại ngôn tình cổ trang ngược luyến tàn tâm. Phim mang đến chuyện tình ngang trái, đẫm nước mắt, giữa vương gia Châu Sinh Thần và cô đồ đệ Thôi Thời Nghi, người vốn được chọn làm thái tử phi tương lai. Vì thân phận, hai người có tình ý sâu đậm, nhưng lại không thể bên nhau, bởi cuộc chiến quyền lực và sự ghen tuông mù quáng của thái tử. Đến cuối cùng, Châu Sinh Thần cả đời trung nghĩa, lại phải nhận cái kết bi thảm nhất, nàng Thôi Thời Nghi trong cơn tuyệt vọng cũng tự tử vì tình. Ở bộ phim này,
hai diễn viên chính Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc đã thể hiện diễn xuất vô cùng tốt. Hình ảnh Thôi Thời Nghi một thân áo đỏ giơ mình xuống tường thành cũng trở thành khung cảnh huyền thoại. Có lẽ sẽ không quá khi nói đây là tác phẩm hay nhất sự nghiệp của cả Nhậm Gia Luân lẫn Bạch Lộc. Đông Cung. Bên cạnh Châu Sinh Như Cố, còn một tác phẩm khác cũng từng khiến các mọc phim ngôn tình khóc cạn nước mắt, không dám xem lại lần hai là Đông Cung. Tác phẩm này xứng đáng được xem là tượng đài không thể thay thế của dòng phim ngôn tình ngược luyến tàn tâm, và nó đã đưa sự nghiệp của cặp đôi diễn viên chính là Trần Tinh Húc và Bành Tiểu Nhiễm lên một tầm cao mới. Đông Cung xoay quanh câu chuyện yêu hận tình thù của Thái tử Lễ Triều là Lý Thừa Ngân và Khúc Tiểu Phong, nàng công chúa ngây thơ lương thiện của Tây Lương Quốc. Lý Thừa Ngân vốn là một vị hoàng tử có tính tình ôn hòa, không tham lam ngôi vị. Tuy nhiên sau cái chết của mẫu thân và hoàng huynh, anh ta từng bước trở thành kẻ gian xảo, đầy tham vọng với quyền lực. Lý Thừa Ngân dùng thân phận Cố Tiểu Ngũ để lừa gạt tình cảm của Khúc Tiểu Phong, tàn nhẫn ra tay sát hại người thân của nàng. Tuy nhiên, chính hắn cũng không ngờ được rằng bản thân lại thật sự yêu Khúc Tiểu Phong sâu đậm. Khi nàng gieo mình xuống vực sâu trong cơn tuyệt vọng, Lý Thừa Ngân cũng đã nhảy xuống theo nàng. Cả hai được cứu lên, nhưng không còn ký ức, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào. Thế nhưng, mối tình của họ ngay từ đầu đã được định sẵn là phải kết thúc trong bi thương. Bộ bộ kinh tâm. Danh sách những phim ngôn tình Trung Quốc hay nhất thế kỷ 21 chắc chắn không thể thiếu Bộ bộ kinh tâm. Tác phẩm kinh điển này có sự tham gia của dàn sao tên tuổi như Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long, Trịnh Gia Dĩnh, Lâm Canh Tân, Viên Hoàng và Hàn Đống. Nội dung của Bộ bộ kinh tâm xoay quanh cô gái tên Trương Tiểu Văn, bất ngờ xuyên không về năm Khang Hy thứ 43, bị cuốn vào cuộc chiến nổi tiếng cửu tử đoạt đích, đồng thời có mối tình tay ba đẫm nước mắt với tứ hoàng tử Dận Chân, người sau này trở thành Ung Chính Đế, và bác hoàng tử Dận Tự, đối thủ chính của Dận Chân trong cuộc chiến đoạt ngôi báo. Bộ bộ kinh tâm là bộ phim kinh điển của thể loại ngôn tình, cung đấu, triều đấu, sở hữu kịch bản cực hay và diễn xuất vô cùng xuất sắc của dàn sao. Cho những ai chưa biết, Bộ bộ kinh tâm được các nhà làm phim Hàn Quốc remake với cái tên Người tình ánh trăng và cũng tạo tiếng vang rất lớn. Mộng Hoa Lục. Năm 2022, Lưu Diệc Phi có màn tái xuất màn ảnh nhỏ sau 16 năm vắng bóng. Kể từ tác phẩm kiếm hiệp kinh điển Thần Điêu Đại Hiệp, ở lần trở lại này, Lưu Diệc Phi đảm nhận vai nữ chính trong Mộng Hoa Lục. Bộ phim được cải biên từ bộ hí kịch kinh điển Triệu Phán Nhi Phong Nguyệt Cứu Phong Trần của nhà viết kịch vĩ đại Quan Hán Khanh. Trong phim, nhân vật nữ chính Triệu Phán Nhi vốn xuất thân con nhà quan, nhưng vì cha mắc tội nên bị giáng xuống thành quan nô, trở thành nhạc kỹ trong nhạc doanh Hàng Châu suốt 7 năm trời. Đến năm 16 tuổi, Triệu Phán Nhi mới được ân xá cho trở thành người bình thường, nhưng vị hôn phu Âu Dương Húc sau khi đỗ đạt công danh lại muốn bỏ nàng. Triệu Phán Nhi lên kinh thành tìm Âu Dương Húc để ba mặt một lời. Trên đường, nàng gặp gỡ nam chính Cố Thiên Phàm. Triệu Phán Nhi không chỉ tìm được nhân duyên định mệnh, còn vượt qua những định kiến trong xã hội cũ để xây dựng sự nghiệp riêng cho mình. Mộng Hoa Lục nhận đánh giá cực kỳ cao trên Du Ban. Phim được khen là đã mang tới một bữa tiệc thị giác mãn nhãn, nội dung rất hay và ý nghĩa, phản ứng hóa học của Lưu Diệc Phi với tình màn ảnh Trần Hiểu cực kỳ bùng nổ. Không Kịp Nói Yêu Em. Cái tên cuối cùng trong danh sách phim ngôn tình Trung Quốc hay nhất thế kỷ 21 là Không Kịp Nói Yêu Em. Bộ phim này có thể xem là đỉnh cao của thể loại ngôn tình dân quốc. Cho đến nay chưa có tác phẩm nào vượt qua được. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Vĩ Ngã Tư Tồn, do Chung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm đóng chính. Nội dung phim xoay quanh mối tình giữa Mộ Dung Bái Lâm và Doãn Tĩnh Uyển. Mộ Dung Bái Lâm xuất thân con nhà binh, sau cái chết của cha, trở thành đốc quân quản lý 6 tỉnh Giang Bắc. Doãn Tĩnh Uyển cũng là tiểu thư một của gia đình buôn bán giàu có và mới đi du học nước ngoài về. Hai người, hai số phận, tưởng chẳng liên quan gì tới nhau, cả đời sẽ là hai đường thẳng song song. Lại có một giao điểm, khi Doãn Tĩnh Uyển cứu mạng Mộ Dung Bái Lâm lúc anh bị quân địch truy đuổi. Sau đó, họ lại cùng nhau trải qua những khoảnh khắc sinh tử, tình cảm giữa hai người nảy sinh và ngày một sâu đậm. Thế nhưng, tình cảm ấy vấp phải đủ mọi trắc trở, từ việc Doãn Tĩnh Uyển đã có hôn ước, sự phản đối gay gắt của cha cô, cho đến gánh nặng giang sơn trên vai Mộ Dung Bái Lâm. Giữa lúc xã hội Trung Quốc có những biến động lịch sử to lớn, Không Kịp Nói Yêu Em thành công tái hiện khung cảnh thời dân quốc đầy loạn lạc, nhưng cũng là bối cảnh tuyệt vời cho những câu chuyện tình yêu lãng mạn. Không Kịp Nói Yêu Em có lẽ không phải cuốn tiểu thuyết hay nhất của Vĩ Ngã Tư Tồn, nhưng chắc chắn nó là cuốn tiểu thuyết có phim chuyển thể xuất sắc nhất. Nhờ kịch bản được thay đổi hợp lý, bối cảnh chỉnh chu và diễn xuất tuyệt vời của dàn cast thực lực. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo
để nhận những video mới nhất nhé.